những cái gì phù hợp thì lấy cái đấy. Yeah. Vâng. Chả biết chơi cái gì bây giờ. Chơi khơi quen rồi. Đúng không? Đấy. Và mình mà tặng. Thích chơi gì thì nhặt về tặng. Nhưng mà mua bán hoa đấy. Ấy. Hôm trước cháu mua cây cần thăng, giờ nó bị rụng lá thì để cho cái thuốc gì không ạ? Và vẫn thì chuyên lan. Chuyên lan. Mà mình thì chuyên hoa cúc các loại. Nhiều lan ấy. Lan, hồ điệp. Nhìn chỉ biết hồ điệp chứ chả biết là cụ thể nó là hồ điệp gì hay như nào. Chẳng biết đâu, tôi không thạo món này. Tấp nập lắm. Đây là không phải kiêm nữa nhé, buổi tí buổi chiều. Tấp nập. Lan tí cho bao nhiêu tiền một cành này? Đây, hỏi bà chủ đâu. Bà Vững ơi, bà đang hỏi bao tiền cành này? 150 một chậu. 150 một chậu, muốn lấy chậu nào đấy? Đấy. Siêu thị Lan nhà bà Vững nha. Chạy hàng quá. Siêu thị Lan nhà bà Vững. Sao này bà béo thế? Bán hàng. Tao uống thuốc khớp nó nặng mặt đấy. À thế à? À, chả nào mà béo nhanh thế. Cân vẫn nằm mấy cân. Rồi. Chạy hàng Tết bán thích quá bà nhỉ? Đấy, lan rẻ nhất chợ rồi. Siêu thị lan, các loại hồ điệp, các loại lan khác nhau. 150 một chậu, thế nào cũng như vậy đúng không ạ? Tí nữa cho vào. Đó, bà đấy, quay cây nào bà bán cây đấy. Quay cây nào là bà bán cây đấy. Tí nữa ra xem hoa tiếp rồi vào xem cây này. Đấy, Tết mà vẫn có người xem cây này. Nó vẫn quá chứ. Ừ, có người, một số người. Đấy. Đấy. Đấy, nhìn đấy chả hiểu, chả thấy cái không, nhưng mà nó thích ra vươn ra ngoài. Bao giờ nghỉ hả bà? 30 nghỉ. Là về quê đấy. Chị ơi, dạ. Ở đấy. Cây đơn vàng. Đơn vàng á? Mẫu đơn vàng. Mẫu đơn đấy. Nó chuẩn bị ra lứa mới. Khổ lắm chứ, đáng mà nhiều tiền đâu mà cứ phải nói dối nhau. Đấy, đang không biết. Cái này chết cây này 5 triệu đồng. Ừ. Cái thối rễ này. Cần thăng. Ừ, quá mới đặt đấy, mình không để ý. Nhà chị chồng còn bị cái đấy. Em biết chồng sao. Đấy, mình lực sơ ý, bị con sâu nó đục thân. Ừ. Thực ra cái loại này nó rất dễ sống nhưng mà nó chắc thối rễ. Đấy, nhiều khi cây nó cứ đột ngột ra đi, chả biết thế nào. Để bà xem nào, bà cây gì mới không. Biết đâu lại móc máy được cái phôi nào nó hay ho. Bác nhỉ? Đấy, bảo là vẫn có một số người chỉ đi tìm cây thôi. Tìm cây các bác. Nhưng mà nó ít thôi. Ít rất ít thôi. Đấy, mà là cả vợ lẫn chồng nhá, chứ không... đang nghĩ xem nào bà mừng mà cho hoa chứ. Mà không biết là lấy cái loại nào đây. Đây, có cái cây bồ đề này, bồ kỳ quặc này. Đề đỏ này các bác này. Uốn éo lòng mề này, như lòng lợn này. Nhưng được cái nó đề đỏ, đề... Thực ra không phải đề đỏ, gọi là đề đỏ thôi. Nó là để bồ đề, chính gốc bồ đề các nhé. Chuẩn bồ đề nhé. Chứ còn thân nó đỏ đỏ và nó... Ừ thì lúc lọc nó cũng lọc đỏ thật. Nhưng cũng có những dòng đề mà la trong miền trong ấy. Mà lá nó giống cái lâm vồ ấy, nhưng mà nó cũng có lọc màu đỏ. Thì người ta cũng gọi là đề đỏ. Thôi tùy mỗi người. Có thấy màu, chắc thấy màu gì thì người ta gọi là đề đấy. Thậm chí cái si cũng vậy. Rất nhiều dòng si nhưng cứ gọi là si đỏ. Thậm chí tía nhơ nhơ cũng gọi là si đỏ.
đấy, cây này cũng kỳ đấy, về ghép cái cổng hay cái gì vào đây cũng hay đấy. Tất nhiên là một thời gian nữa, vì là bây giờ người ta còn nhìn thấy những cái dấu vết uốn éo, nó không tự nhiên các bạn. Đấy, vặn vẹo từ một cái tay cành như này, người ta vặn vẹo thành nó như này thì nó phải rất lâu năm nữa nó già đi ấy, nó chùn nhũn đi thì cái này nhìn nó sẽ đỡ, chứ bây giờ thì nhìn nó vẫn còn lộ, còn lộ những cái nhân tạo quá mức, những nhân tạo quá mức các bạn. Đấy, thì cây cảnh thì mình nên, cây cảnh nói chung hoặc là bonsai thì mình nên hạn chế những cái nhân tạo quá mức. Nhân tạo quá mức các bạn. Nhân tạo quá mức. Lộc vừng này. Lộc vừng. Đấy, bà Vững bà vừa bảo là đấy, mình quay cây nào bán hết cây ý luôn. Thì cũng là mừng cho bà thôi. Mừng cho bà. Cây này đá nó ôm vào đây. Xì này. Xì trắng, xì trắng. Cái này có chân bệ nữa thì cũng đẹp, nhưng mà rất là tiếc là cũng không có nhiều. Không có nhiều. Dáng nó thuộc dòng nghệ thuật, dáng nghệ thuật. Bây giờ chủ yếu là quý nhất là cái tuổi, thứ hai là thân bệ, thân cốt, xong rồi tính đến tay cành các bạn. Thân cốt cây này thì được tạm tạm. Nói chung cái gì cũng tạm tạm. Dáng cũng được tạm tạm. Nó gọi là hàng chợ thì cũng đúng. Mọi thứ nó đều tạm tạm. Tạm tạm. Bác nào có tâm hoặc là có trình độ, bác về bác ấy làm, bác gột nó lên, nhiều năm sau thì nó sạch sẽ lên và nó có hồn hơn. Cái xi này thì khá lâu rồi, vẫn còn ở đây. Nếu như cái vách ở trên này mà nó đặc thì còn nhiều ý tưởng làm, có thể hạ thấp hoặc là nuôi nguyên cũng được, nhưng mà bây giờ nó còn rách lắm, phải rách. Sung này, sung toàn mầm quả đấy các bạn, toàn mầm quả này. Cái này bị khô rồi, ra quả đây này, đây quả. Hôm nay thời tiết lên hình rất là đẹp các bạn. Đấy, cái me này nghệ thuật, rất là nghệ thuật khắc khổ theo kiểu văn nhân ấy, theo kiểu văn nhân. Cây rất là cổ hạnh. Đấy các bác. Để sang cái ngách bên này xem nào. Không thấy cây gì mới cả. Vừng à, đỏ đẹp chưa các bác? Xin phép nếu có lia máy quay nhanh quá thì thông cảm quá nhé, vì là tôi chưa thấy cái cây nào để tập trung. Dưới này thì đã quay hai lần rồi. Cái mè này cũng đã lâu rồi, một thời gian rồi. Để ra xem bà bán hoa như nào, cho nó có tí không khí. Đấy, cứ 150 một cành như này. Dịch vụ trồng luôn tại nhặt chậu nào và xích ghép vào chậu nào là làm luôn đấy, làm giúp luôn. Xem năm là họp quốc hội nó bảo thôi không tết tiếc gì hết, bỏ tết đi. Kẹp kẹp.
chuyên nghiệp ghê, có cả người chuyên nghiệp ghê, có cả người đóng chậu luôn. Hơn siêu thị, nhà nào siêu thị chắc gì đã bán được nhiều như này. Sáng là cái đông nghịt. Đâu rồi? Của ai đây? Của ai đây? Và cách nào vậy cháu làm ăn với? Nhìn thấy sướng. Đấy, có người đóng theo yêu cầu luôn. Theo yêu cầu luôn. Bao nhiêu siêu thị? Kẹp nữa có gì nào? Đấy. Cần chuyển chậu, cần ghép như nào là làm luôn. Nó chuyên nghiệp chứ không chỉ có bán để mình về ghép là ghép. Ấy. Trăm rưỡi bột cành. Nếu mà chậu này ghép chậu thì mình tính thêm tiền. Tôi làm đây. Tôi là bánh khúc đầu. Bánh khúc tôi làm đây. Mấy người là mỗi người một công đoạn, bật tất bật tất bật. Đây nó có cái khu rồi. Ôi, tiền thơm thế. Tiền thơm thế. Ghép kia thì mà cho vào chậu cái gì bao tiền cái chậu mà? Chậu của người ta. À, chậu người ta mua thì mình à, nhờ nhờ mình ghép à? Phục vụ tận nơi hai cái cảnh to có chậu. Wow. Nhấc lên cái cho nó vui nhỉ. Hồ điệp này thì chơi bền bền vô cùng luôn đấy các bạn. Mà lan hồ điệp là cái loại lan tôi cho là nó được tôi theo cái hiểu biết nông cạn của mình là nó loại hoa bền nhất trong các loại hoa. Nó rất là lâu tàn mà nở cũng rất là lâu, từ từ cảm giác nó như nhựa không? Ok các bác, tôi tiếp tục đi chơi chợ phiên.